Rồi chào các bạn. Hôm nay mình có chiếc xe Great Lake Club được phát hành đầu tiên năm 2022. Thì với cái thay đổi về cái membership cho nên là chiếc này nó sẽ ra trước. Rồi cái chiếc mà dành cho membership á, nó sẽ ra sau và bán đại trà luôn. Đó. Đây. Mình có chiếc đây, Boss Hog. Mustang Boss Hog. Rất đẹp, màu xanh lá. Thì ở cái năm này á nó đã có cái thay đổi rồi, nó thay đổi một chút xíu so với cái năm ngoái. Màu sắc thì nó tươi hơn xíu, cách thiết kế cũng khác xíu, chữ nhỏ hơn. Và về phần mặt sau, mặt sau nó đã thay đổi luôn, từ cái nền màu trắng sang cái nền màu đen. Nền đen. Rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta không có gì để co so sánh hết. Đây. Khui đây. Rồi thấy nó bóng rồi, nó bóng lên tới cái trần nhà luôn á, cái quạt luôn nè. Đây, những chiếc xe này nó đời cổ á, nên là những cái đèn nó sẽ không có cái chi tiết hiện đại. Rồi máy lồi, bánh cao su có cái viền đỏ, gọi là bánh bánh red light, cái chữ red light thôi, cái bánh red light thôi. Rồi phía sau đơn giản với lại những cái cụm đèn, đèn thắng, đèn báo hiệu với lại đèn xi nhan. Rồi khoang gầm, gầm chúng ta các bạn có thấy hai cái này không? Đó là cái bộ phận nhúng đó, hồi xưa của Hot Wheels á, nhưng mà bây giờ nó không có tác dụng. Làm vậy thôi, để cho có vậy thôi chứ không tác dụng gì hết. Đây chúng ta có cái số nè, nó bị hơi đen đen là 2 2921. Thì trên cái kẹt của chúng ta cũng có 2921 luôn. Rồi đó, các bạn thấy nó ánh không, màu rất đẹp nha. Đó, ánh bóng lửa lên trần nhà luôn. Thấy cái khay nhựa màu xanh, khay màu đỏ. Quá đẹp các bạn ơi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha.